Vâng, em với anh. Hello anh em, hiện tại đang chuẩn bị lắp cho anh trai đôi bóng đèn gầm của Isuzu bản IKR Pickupbus anh em nhé. Đèn này nó là đèn Trung Quốc sản xuất anh em ạ, nhưng mà nó là đèn của hãng Isuzu sản xuất để lắp cho cái em qua đời xong vừa kít luôn. Đấy, trước khi lắp thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, đó là cái đèn bên trong này ấy, thì xe theo bọn mình nhập về là bên kia thì là bóng bên trong này của nó bóng nó rất là đều, bởi vì thật các bạn là bóng rất là đều. Thì khi anh em mua về thì một là chúng ta có thể tăng cường đôi bóng siêu sáng đây. Đấy, đây là H3 anh em, H3 siêu sáng 7 màu. Hay là chúng ta có thể mua bóng zin nhưng mà nó bóng xịn. Còn hiện tại trong đèn này thì nó chỉ là đèn bóng đều đi theo thôi, chạy không được bền đâu anh em ạ. Chỉ tầm một tuần hơn tuần nó sẽ cháy thôi. Đấy, vì cái này là nhập về nhau thì mình bảo mọi người như thế nhá, chứ không phải là mình nói như nào thì mình nói điêu. Mà bóng và đèn thì là đèn Trung Quốc sản xuất nhưng bóng bên trong rất là đều. Các bạn có thể bỏ bên trong ra nhìn bóng H3 rất là đều luôn. Bóng này chỉ chạy được tầm tuần hơn tuần nó sẽ cháy. Thì anh em lưu ý là mua và thay bóng đèn luôn để cho nó bảo đảm cái đôi đèn chạy cho nó lâu và đỡ bền. Và đầu tiên chúng ta sẽ phải làm một số thao tác. Không, anh ai làm như vậy? Trên này anh, trên nóc. Đây, chúng ta sẽ làm bài này các bạn nhé. Chúng ta sẽ phải cắt như này. Đấy, đầu tiên là chúng ta ra, chúng ta sẽ cầm cái dao dọc giấy, chúng ta cắt dọc dao các bạn có rau quả ở nhà không được. Chúng ta cắt cùng cho mình. Đấy, thế là xong. Cắt rất là đơn giản thôi anh nhé. Đấy, thế là xong luôn. Đấy. Đấy, các bạn sẽ cắt đây đi cho mình. Cắt đi. Đó, các bạn thấy không? Cắt đi xong luôn. Đó. Trước khi muốn lắp được cái đèn thì các bạn rất đơn giản luôn, anh em chỉ lật cabin lên này, các bạn nhìn vào đây nó có hai lỗ chờ ốc này và dưới gầm này các bạn này. Đấy, các bạn chỉ cần bắn thêm một con vít này thôi. Nhà mình mua đèn này mình thường cho thêm ốc anh em mình về nhà bắt lấy nhá. Đó, nó sẽ có con ốc ở dưới hãm như này và hai con ốc ở trên đây các bạn, rất là đơn giản luôn đó. Các bạn sẽ chặt vào xong thôi, con này là không nhít vào cà lê thì các bạn chọn ốc nhá, ốc này ốc 6, thế là xong. Thì các bạn sẽ lấy dây đâu, dây nó sẽ chờ sẵn đây các bạn này. Đây, dây chờ sẵn đây này. Đây, dây đấy nó chờ sẵn trên này. Đây các bạn nhìn này, các bạn nhìn phía trên này. Nó có những cái dây màu xanh điện, dây điện màu xanh này. Đấy, anh trai cắm của em vắt. Đấy, các bạn nhìn thấy không, nó chờ sẵn dây điện này, cắm phát là xong luôn này. Đấy, cắm phát xong luôn. Đó, các bạn thấy không, rất đơn giản. Đấy, thế là xong luôn. Đấy, còn đây là trên này thì có thể cái dây này chúng ta sẽ cài lên trên đâu đấy tùy anh em. Đó, thế chúng ta tiếp tục chuyển sang bên phụ nhá. Đấy, rất là đơn giản luôn. Mình bảo anh ấy là về nhà lắp nhá, anh ấy đấy bảo là sợ đâu. Điện đó mới chập cháy, thành ra là mình phải lấy ra đây đóng canh chai. Đấy, các bạn thấy không, nó rất đơn giản luôn. Đèn này thì rất là đơn giản luôn. Đây, anh trai tiện tiện tay đấu cho em á, đây. Anh bắn cho em á. Đấy, nó sẽ làm như này, đấy, con này sẽ lái một phụ nhá. Đây, anh tự lắp này các bạn này, đây anh lái xe, chủ xe rồi anh tự lắp luôn này. Đây, mình cầm máy quay, mình quay cho anh em xem này. Đấy, bên trong có 3 con vít, nhà mình, anh em mua đèn ở xa thì mình thường bất vít là cho anh em. Đấy, các bạn thì được sờ qua và xoáy vào đây là xong. Anh em lật cabin lên, đấy, tô vít hoặc là cà lê thì cái đấy là tùy các bạn. Đấy, các bạn đặt lỗ bán thế là xong luôn, rất đơn giản. Còn dây điện thì trên kia mình nó có video hướng dẫn rồi, nó có hai màu dây thôi. Anh em câu vào cái công tắc của Nga hoặc công tắc zin của nó hay tùy. Đây đèn lên tí nhá, em thấy sợ lên lỗ. Ok, thế là xong luôn. Đấy các bạn thấy không, rất đơn giản, ở dưới còn một con nữa này các bạn này. Vào đúng cái lỗ này này. Đây, em đẩy đúng lỗ luôn này. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Ở dưới đây là có một lốc này. Các bạn xoáy nó vào. Đấy. Đấy là xong luôn. Quá đơn giản. Đấy, thế là xong thôi. Đấy, xong đó thì các bạn nhìn thấy đằng sau này là có cái dây này. Cái dây điện của nó nằm trên này này, các bạn nhìn thấy không? Đây, dây điện của nó đây. Anh em rằng cái dây điện này ra. Đây cái dây điện đấy các bạn thấy không? Đây, cắm vào đây là xong luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, thế là xong luôn. Xong nhá, sau khi bắt xong thì các bạn hạ cabin xuống thôi. Đấy, ok chưa? Rồi. Anh ơi, trong xe có gì quan trọng cầm cho em phát nhá. Ví của ngoài tiền đang cầm hết cho em phát.
Đấy, sau khi đấu xong nhá thì các bạn anh xin nhắn em nhé. Đây các bạn sẽ cầm như này nhá. Các bạn cầm tay này, cậy này ra này, các bạn nhìn này, cậy như này. Các bạn cầm tay này, các bạn cậy này ra cho mình. Đấy, các bạn cầm tay cậy nhẹ phát ra luôn này. Đấy, đây rất đơn giản. Cái này nó không hề có cựa mà cựa rất là dễ luôn, các bạn cậy ra này. Đấy, các bạn cậy luôn cái tắp lô ra luôn nhá. Thì sau khi cậy ra thì các bạn nhìn ở bên trong này nó có rắc màu xanh, các bạn rút nó ra đây cho mình. Đây là rắc chờ thôi. Đấy các bạn nhìn này, nó có hai dây này. Đây các bạn xé cái dây cho dài ra. Để đấu qua công tắc mà. Đấy các bạn này, các bạn xé dây dài ra cho mình nhá. Đấy, ok chưa? Thì hiện tại ở đây thì nó sẽ có hai cái rắc như này. Hai cái rắc như này đúng không ạ? Có hai rắc như này thì các bạn sẽ hình dung là bên này mình sẽ lấy một dây, có nghĩa là bên này là nó có dây lửa và bên này nó không có lửa, thì mình sẽ trích hai dây để câu song song qua một công tắc thì nó sẽ đèn của dưới nó sẽ sáng. Còn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem là trích dây màu nào, cho vào dây màu nào thì đèn sẽ sáng các bạn nhé. Ok, các bạn theo dõi mình để mình trích cái dây cho các bạn xem nhé. Các bạn nhé, các bạn dò cho mình hai màu dây này, trên này thì nó sẽ có hai cái rắc. Thì cái rắc này nó là dây lửa vào, nghĩa là điện bật khóa điện là nó sẽ có lửa. Đây là lửa vào dây này các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, có một bình màu này, có bao gồm nó là dây con này là dây đen đỏ anh em nhá, là dây lửa chính, có nghĩa là lửa cung cấp ra đèn gầm. Còn cái dây này là dây đỏ xanh, có nghĩa là dây đèn ra đèn. Thì các bạn chỉ được làm công tắc, có nghĩa là đấu song song nó bật qua công tắc nhá, đấy là xong. Còn nếu mai sau có công tắc gì thì anh em chỉ việc cắm rắc này vào thôi và dò rắc này vào để cho nguồn lửa vào, nó sẽ vé vào. Còn đây hôm nay thì mình đang hướng dẫn anh em đấu qua cái công tắc này, gọi là công tắc gạt. Đấy, tắt mở thôi. Còn vào trong có công tắc gì thì mình dẫn mọi người đấu sau. Đấy các bạn chỉ việc đấu song song nhá. Cái này là mình nói lại, cái này là lửa vào là có nghĩa là lửa trực tiếp bật khóa điện nên có lửa. Còn cái này là lửa ra đèn. Thì anh em chỉ việc dí ra đèn vào dây này thì là nó đèn nó sẽ sáng, thì chúng ta qua cái công tắc đúng không ạ? Để tắt mở thôi. Anh em biết công tắc hai chân không ạ? Để cho nó qua dòng điện tắt mở thôi. Thế là xong nhá các bạn nhá. Hôm nay thì mình sẽ chế ra như dưới này. Đây mình khoan cái lỗ này, mình sẽ cho cái công tắc vào trong này. Đấy mình giấu trong này. Thế là xong, là mình câu dây điện vào để cho mình tắt mở là xong anh em nhá. Đấy các bạn nhìn lại màu dây rõ ràng này. Đây mình để camera dừng 3 phút à 3 giây cho các bạn nhìn qua này. Đấy con này là màu đỏ xanh nhá các bạn nhá, là dây nửa ra. Còn con này là đỏ đen, là dây nửa nguồn trực tiếp. Đấy ISO QR anh em. Đấu xong thì các bạn giấu hết dây vào đây cho mình nhá, để gọn dây đây thôi. Đấy sau đó các bạn ấn cái này vào đây cho mình là xong. Đó, các bạn ấn lại đây. Đấy, thế là xong rồi. Đấy, con này rất là dễ anh em ạ. Anh đang ấn cho em bên kia là xong rồi. Đấy, con này thì rất là dễ anh em nhé. Con này của nó, cái thằng này nó không có gọi là cần phải gọi là nhựa, mà nó chỉ là những cái cá nhựa thôi. Thế là xong. Rồi ok, anh hai bật thử cho em phát. Nó vào rồi anh. Nó vào rồi, em bật nó vào luôn rồi. Anh bật đi anh. Đấy, thế là xong cho các bạn nha. Này, sáng luôn này. Anh đâu lấy chưa? Anh em nhé. Sau khi mình chế xong thì nó sẽ là như này, bật tắt. Đấy, hoặc là đây là công tắc chế ngoài. Còn anh em thích công tắc zin thì mai kia mình có về thì anh em sẽ mua thay vào đây. Ấn vào đây các bạn nhé. Đây bật lại các bạn xem này. Đấy, bật khóa điện thì mới có nhá các bạn nhé. Bật khóa điện này, đây công tắc này, bật này, tắt này, mở này. Đấy, đang quay bạn xem này. Các bạn nhìn không? Ok cho anh em. Đang rơi vào 3 giờ chiều nha, nó không sáng lắm. Tầm tối thì các bạn mới thấy nó sáng. Đấy công tắc đây. Đấy, anh em mình thử thò tay xuống tắt bật thôi. Thế là xong luôn. Ok nha anh em nhá. Có cho anh em ủng hộ mình nhá. Đấy. PKR 270 đầu vuông. Đấy, thế là đã lắp xong cho anh trai cái đèn gầm anh em nhá. Đấy các bạn nhìn qua chiếc xe của anh ấy này. Nhìn qua chiếc xe này, xe này thì đóng ở đàn auto.